tiên. Và sau đó là xin báo cáo lại với các cô các bà trong gia đình, trong họ, để cho các hai cháu được đi lại cho nó gọi là làm bạn với nhau và đi lại được hai bên, cho phép được các cháu cho nó dễ dàng. Và cũng là báo tin các ông các bà thì là hàng xóm láng giềng mới biết là các cháu là đánh bạn đúng không? Vâng, xin cảm ơn. Vâng. Thế thì cũng rất mong là các cụ ông các bà cũng cho thì hai bên là cũng vun đắp cho các cháu để cho các cháu là thành vợ thành chồng để xây dựng chút tương lai. Thế thì cháu cũng rất là có ý kiến với các cụ công các bà là như thế. Cháu Cường và các cụ công các bà bên gia đình nhà cháu Hà. Thế, hôm nay thì mọi hôm thì nó rét nhưng mà hôm nay thì thấy rất là ấm. Và tôi thấy là đúng là như bác nói, đây là ngày rất đẹp. Thế nhưng là kể cả gia đình chúng tôi ở đây là cũng hồi hộp, cũng vui vẻ chờ suốt từ sáng giờ, và đến bây giờ gia đình bác đến bây giờ thì tự nhiên chúng tôi cảm thấy là vui nhất. Và cái lời cho bên gia đình cháu Cường thì tôi cũng xin trân trọng giới thiệu về phía ông ngoại của cháu và bà dì. Có những cái bà này tôi là yếu. Vâng. Nói ông cưới mới lên được. Để dành đâu đó. Rồi ngày hôm nay ấy, thì cũng xin giới thiệu với các bác anh Lan và chị Mai của Hà, và cũng ngồi ở đây cũng còn có bạn bè của bố mẹ cháu và có các cháu đến đây cả đó gia đình nhà mình đến thì cứ nhắc quay bên này thì em phải sang bên kia đi rất là phấn khởi thì gia đình không khí nó vui vẻ như thế này thì tôi cũng xin gọi là bạn phép giới thiệu và như vậy. Thế còn thì như bác thân sinh ra ông cũng có nói đấy là để xin phép cho rồi là hai gia đình, mà nếu như các cháu thì có thể rồi các cháu nó về nó ở với nhau thì những cái buổi đầu như thế này quả thực là rất trân trọng và rất là đáng nhớ cho các cháu. Thế thì ngồi ở đây thì thôi gần xa thì cũng trước mắt là chúng ta cứ ngồi nói chuyện như hai gia đình như một. Thì xin mời các cô ông các bà và các bạn ngồi uống nước, ngồi uống nước, chúng ta ngồi nói chuyện với nhau. Thế là tôi già bàn những cái chuyện tiếp sau. Tôi già thì nói trước này, thì trong cường mới đến lúc đầu tôi không biết. Sau mới thấy cái bà lão ở đây là nói nhiều cái chị Hà hay nữa. Nhưng mà ông Đừng, ông ấy là một dân tử vi, hướng số. Trong cái thằng mà mỗi thì đúng là cậu ấy. Trong đây gặp tất cả ông bà này, các cháu này thì đến đây thì đúng là vô cùng phấn khởi đấy. Ông cũng mong bây giờ con gái lớn chúng nó anh em mình bạn thờ ở tôi cho chúng nó hết thế nào với nhau để ta chỉ là chỉ đạo thôi. Cái nội dung như đó là như thế nào đầu tiên là cái thứ là với nhau tập thể của cá nhân là cái gì để tập thể đó là không là gia đình hai bên cũng cùng để với nhau là hoa như là gọi là thao phong tục tục như vậy là nên là cũng phải hỏi đi là ngày làm mõ như ta thì là ngồi làm cái gì bàn đến cái chuyện là ngày nào ăn hỏi, ngày nào cưới và cái thủ tục đi lại nó ra làm sao, nó còn cái nốt hỏi nó như thế nào thì là cũng có thể mình bàn trực tiếp ở đây, mà cũng có thể là nhiều khi là hai gia đình cha mà đến đây như thế này cũng đã biết là chứng tỏ là hai gia đình đã có cái sự thông cảm đối với nhau rồi, thế thành ra là tôi mời các bạn làm đó thì làm cái chuyện rất là cụ thể thế. Có thể là bà quyết định ngay tại đây, cũng có thể là rồi sau đó thì hai gia đình còn gặp nhau thông qua các cháu. Khác nhau. Thế thì chúng tôi thì cũng là ở xa, cho nên là có thể là cũng chưa hiểu được cái phong tục. Thế có cái vấn đề gì mà nó như thế nào thì xin mời các cụ, các bà là cũng dạy cho chúng tôi để chúng tôi mời biết được. Anh
vợ chồng gan nhỉ? Rồi, ngồi đây. Ngồi, bóc khóa vào trong này tí. Rồi, đấy. Ừ. Nó Vân. Đứng lại đỡ cái chai này. Em đỡ cần cho bà. Em đỡ cần thể. Chung để cho các cháu chị lấy cái nhựa nữa chị tôi là như này hôm nay thì đúng là mình nói là thằng ngõ nhưng mà thực chất là nói thì thằng ngõ ngày xưa thì nó là còn phải tìm hiểu nó cũng biết nhiều lắm nhưng mà gặp ngõ ở đây thì nó lại mang tính chất đơn giản rất nhiều rồi tức là chỉ được biết tức là sau khi các cháu nó đã tìm hiểu nhau và yêu thương nhau thì cái quan trọng nhất là như vậy hai gia đình và hai gia đình gần như là đã coi như là đã đồng ý rồi thì có một cái buổi ấm cúng ngày nay thì bây giờ thì còn cái bước tiếp theo là như trước thì tức là sau khi vậy xong rồi thì bố mẹ con phải xem giờ rất các cái này kia linh tinh lắm xong rồi bố mẹ quyết định nhưng mà chúng nó bây giờ thời đại mới rồi chúng nó cũng đều hiểu biết là ngày nào là ngày tốt ngày nào là ngày không tốt ngày nào là chọn được nó phù hợp với điều kiện làm việc phù hợp với mọi thứ cho nên các cháu học vào ngày mùng 2 và ngày 16 là ngày ăn hỏi và ngày làm nhà của chúng đám cưới đón dâu thì tôi nghĩ rằng là thấy là đúng là những ngày ấy là mình có xem lại cũng thấy là cũng làm tốt rồi chắc chắn là để nhìn cái gì đấy anh ạ bây giờ là mình biết rồi thì có lẽ là bên hai gia đình bên nhà tổng trưởng nói là cả con cách cưới hoặc là cái này cái kia ABD có đúng thủ tục của phương và nó nhẹ nhàng và nó hợp với hoàn cảnh thì tôi nghĩ là đấy là mình quá hiểu được là vì mình đi làm có nhiều rồi thế thôi có vấn đề gì là vâng. Ba nữa kẻ khó khăn là có vấn đề gì thì cũng là cứ phải khắc phục để cái cuối cùng là cái bộ trưởng tôi đã tìm được bộ trưởng nhất rồi cháu thì bộ trưởng thì theo tôi là kiểu cái lễ gọi là đám cưới ấy thì là sẽ tổ chức ở Hà Nội thế và hội trường ấy thì chúng tôi sẽ thuê mà dự kiến ấy, là sẽ tổ chức ở cái nhà hàng tuổi trẻ công viên cho công viên tuổi trẻ nhà hàng tuổi trẻ là ngày trẻ ở hai chân rẽ vào Võ Thị Sáu có một Võ Thị Sáu thì đấy thì đấy dự kiến tạm thời là mọi việc như vậy từ cái tạm đó thì để cho các cháu nó có đi in chuẩn bị anh làm bốn nhân được như vậy rồi qua những ngày này là mọi người và tôi nghĩ rằng là từ nay đến hôm ăn hỏi này xong rồi đến hôm cưới này thì rất ít dịp mà đông đủ họ nhà trai họ nhà gái như thế này lắm thế thành ra là hôm nay thì phía gia đình nhà gái chúng tôi thì là tất cả cũng đều ở xa về đây thành ra là hôm nay là một cái dịp đẹp nhất và tốt nhất là được phép mời đến các bác và các quý các cô và các bạn anh em đây ở đây rồi tất cả chúng ta đi đâu mới đi đây là một cái dịp tốt nhất để chúng mình có thể ngồi được với nhau thì không còn nghĩ rằng là từ nay đến hôm cưới thì chắc là ít có cái dịp đông đủ như thế này đâu về phía chúng tôi thì là cưới vất vả khả năng cũng dễ là chưa đến và đúng không con hỏi sẽ đông mà cưới cũng sẽ có mặt đầy đủ thế cũng chỉ có một cái hy vọng lớn nhất tức là cháu Hà để làm dâu con trước là dâu Thảo, dâu Hiền và
dạy thì dỗ ở gia đình mình thầy dỗ nhiều rồi nhưng mà chắc là cũng chưa đủ, nhưng mà sang bên nhà riêng mình nhà các bác là có cái gì bác dạy có thêm cảm xúc